xin chào tất cả quý vị khán giả. Rất vui khi gặp quý vị khán giả trong chương trình hôm nay, chương trình Sao Hay Chữ, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và đến với Sao Hay Chữ, chúng ta sẽ cùng với những người chơi đi giải mã những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát của Việt Nam chúng ta. Và điều đặc biệt là có rất là nhiều những cái dị bản trong kho tàng ca dao Việt Nam, và những người chơi sẽ phải lựa chọn đúng câu ca dao trùng khớp với chương trình thì những người chơi mới vượt qua thử thách mà chương trình đưa ra. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với 4 người chơi của ngày hôm nay. Xin mời các em. Và đây thưa quý vị, 4 bạn trẻ của ngày hôm nay trong chương trình Sao Hay Chữ. Bây giờ mình giới thiệu cho khán giả biết về mình nha. Đầu tiên bạn này. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Us Banana. Em là một YouTuber, hiện tại là em hay quay những video về chủ đề du lịch, ẩm thực và khám phá Việt Nam. Rồi bây giờ gọi em tên Nà hả? Dạ, gọi em tên Banana đi anh. Trời ơi, Banana thôi gọi em tên Chuối được không? Dạ cũng được ạ. À, vậy đi, giờ dài quá rồi nhớ rồi gọi lộn. Mà còn cái Us nữa anh. Ups, Ups. Ups, Banana. Us Banana. Tiếp theo mời em. Xin chào tất cả mọi người, mình là Duy Kim Ngố, là một blogger, YouTuber chuyên về các sản phẩm video lồng tiếng hài ở trên mạng. Và tại sao cái tiếng ngố trong khi anh biết em là giờ đâu có ngố đâu em? Dạ em họ Ngô mà hồi xưa các em đặt cái tên trên Facebook là Duy Kim Ngô, các em phải cái nó dính luôn thành Duy Kim Ngố, rồi thành ra người ta gọi em tới giờ luôn đó. Dạ đúng rồi, tên ngố tình. Nhưng không hề ngố nha quý vị. Không có gì, anh ngố thiệt. Trời ơi, em lanh như gì đó đó mà ngố, nguyên cái chợ nó phóng vô nó ngồi gây lộn không lợi em chứ đó mà ngố. Tại vì cái chợ đó không có anh. Ý anh là một cái chợ đó. Em học biết rồi. Trời hay, Duy Kim Ngố. Tiếp theo em gái. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Kelly Nguyễn. Em đang hiện là người mẫu và kinh doanh. Kinh doanh, trời ơi quá trời hộp. Bây giờ nhìn thấy cái áo quá trời hộp, em kinh doanh hộp xoàng ha. Dạ không phải, em làm về spa. À, kinh doanh spa, đó, cảm ơn em. Tiếp theo. Dạ, chào anh Đại Nghĩa, chào các bạn cùng chơi và chào quý vị khán giả của chương trình. Em tên là Huỳnh Điệp Kiều Ngân và em là diễn viên ạ. Huỳnh Thị Kiều Ngân, diễn viên. Huỳnh Điệp Kiều Ngân. Thôi tại vì bây giờ anh quen gọi là Kiều Ngân không, tôi chính không gọi nguyên một cái họ dài của em là Huỳnh Điệp. Chỉ cần biết đây là diễn viên trẻ Kiều Ngân, diễn duyên dáng, diễn vai bi kịch cũng được, vai đẹp cũng được, vai hề không biết có diễn không em? Xíu xíu. Xíu xíu phải không? Anh thì coi em một vài vai diễn rồi, nhưng mà hình như chưa coi em ở một cái vai hài hước nào cả. Coi em ở những cái vai chính kịch không thôi. Bốn bạn Kiều Ngân, Kelly Nguyễn, Duy Kim Ngố và Wish Banana. Đó. Hôm nay các bạn sẽ tham gia Sao Hay Chữ, nhưng đội hình như thế nào thì do cái người chiến thắng trong cái trò chơi sắp tới đây sẽ được quyền lựa chọn. Trò chơi rất quen thuộc với tuổi thơ của chúng ta, dung văn dung vẻ. Dặn nhân dung vẻ. Biết bài vẻ đó không? Dạ biết. Đó, đó gặp khi tối trời gì đó. Thì chúng ta không cần phải đọc thuộc, anh sẽ mở một đoạn nhạc cái bài hát này lên. Sẽ có một cái vòng tròn như thế này. Đó, mình chơi từng cặp đi nha. Ví dụ như là hai cô gái chơi với nhau trước, ai thắng để giành đó. Hai chàng trai chơi với nhau, ai thắng để đó, vô thi chung cô gái. Hiểu không? Dạ hiểu. Mình hiểu. Chơi từng cặp vậy đi. Hai chàng trai chơi trước. Dạ. Mời hai gái đứng một bên. Chuẩn bị. Úi. Rồi đó nè. Điều gì gì khiêm ngố. Vô. Chuẩn bị. Dừng lại nha. Âm nhạc bắt đầu. Đi vòng tròn. Lá tre đi chơi, đừng ngó nhà trời. Lấy câu này mà. Theo cái góc nhìn của anh thì Duy Kim Ngố em phóng vô trước đó một giây, sau đó Banana do bởi vì tên trái chuối chợt vỡ chuối. Em sợ đập chân cạnh hơn. Em nhân đạo quá. Dạ. Trời đất ơi, nhờ vậy mà Duy Kim thắng. Rồi em bước ra. Yeah. Như vậy là với hai chàng trai, Duy Kim Ngố chiến thắng. Tiếp theo mời hai cô gái xinh đẹp. Chuẩn bị bắt đầu. Cho cháu về quê, cho thuê đi học, cho tóc ở nhà, cho gà với bếp. Xin xa chưa nha. Chưa. Trời đất ơi, em nằm luôn, chiến luôn. Em phóng cho em dành chỗ người ta chưa đủ, sao mà em phóng xuống nằm nữa. Tội nghiệp bé Kelly. Em ơi, em dạ, bước dạ, ra dạ. Em hiền hơn chúng bạn nha. Em hiền hơn chúng bạn, em ít lầy hơn chúng bạn. Cho nên em tạm gác em qua bên. Rồi bây giờ Ngân vô đây. Đây Ngân và Khiêm không ngố. Đó. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đi chơi, đừng ngó nhà trời. Lấy câu này
Trời ơi, cái vai trắng của người ta. Đúng rồi. Người ta sao? Người ta không có sức thì không người ta phải có thủ đoạn. À không, người ta phải có chiến thuật. Anh biết sao không? Em nhìn cái vòng mà em định ngã xuống đây mà kéo em mình cái em theo luôn. Em theo luôn. Bởi vì người ta không có sức, người ta phải dùng trí. Người ta phải ủ mưu giật cái vòng qua bên làm khiêm nhảy vô khoảng không vô tận. Sau đó nâng chiêu cũ xà xuống nó ngồi bích hết cái vòng. Như vậy là em người thông minh, người thủ thuật. Anh thủ thuật. Thủ thuật hả? Em thấy có thủ thuật rõ ràng. Có một cái sự thủ công nhẹ nhẹ nữa, thò tay xuống giật cái vòng quang bên. Và nói trước chung, đó có thủ thế nữa. Một cái người có tính toán để giành chiến thắng trong cái trò chơi nhỏ vừa rồi. Em được quyền chọn đội, em thích chọn ai làm đồng đội của mình. Em đi một vòng em điểm mặt đi. À mọi người ơi, mọi người có cái gì đặc biệt để cho mình chọn về đội mình không nè? Trời ơi, bà chảnh kìa. Mình đã chiến thắng 2 vòng rồi đó, mình tin rằng mình sẽ chiến thắng ngày hôm nay. Anh nghĩ anh có nè. Có gì em? Anh đã ngã vào người em. Trời ơi, nãy điện giật luôn á. Vậy đây với em, nhanh lên. Come on baby. Sao rồi? Dạ, sao, sao nhanh nói vậy hả? Dễ dãi vậy nè. Dạ. Trời ơi, ngã vô người nhau cái rồi kéo nhau về luôn. Dạ. Rồi lát có tính kéo về nhà luôn không? Anh thì nói mình tính sao đi, nếu như được nhiều tiền tụi em kéo nhau về. Cũng được. Tặng trăng mật luôn em ha. Kelly qua đây. Dạ. Kelly với lại Út. Mình chơi một cách nó công bằng đúng không? Mình không có chơi thủ công gì hết trơn trọi á. Hai người về một đội hợp lý. Còn người ta ủ mưu nhiều quá, về cùng một đội cũng hợp luôn. Bây giờ các em đặt cho một cái tên để gọi cho dễ nhớ nè. Anh thấy tụi em có ngây thơ. Ngây thơ có chút đỉnh. Vậy tụi em quyết định đặt tên là ngây thơ. Rồi bên đây ngây thơ, bên đây vô số tội. Trời ơi, tụi em có ngây thơ luôn đó. Định đặt ngây thơ đúng không anh? Đúng không anh? Em mà ngây thơ thiệt luôn á. Trời, anh nói gì á, em đi đi không có biết cái gì hết trơn á. Thôi bỏ đi, ngây thơ không được đâu. Giờ đặt tên gì? Thủ thuật. Ủa cái gì hả? Thủ thuật. Mời đội ngây thơ và đội thủ thuật về vị trí. Hai đội thân mến, các em sẽ trải qua tất cả là 3 vòng thi. Nhưng đội nào kết thúc vòng 2 mà tiền thưởng thấp hơn sẽ phải chia tay, không có mặt ở vòng 3. Mỗi một vòng các em sẽ có 3 câu ca dao hoặc là 3 câu thơ lục bát để chúng ta đoán. Và sẽ hiện lên trên màn hình của các em là 14 ô chữ được giấu đi, ẩn núp bằng những chữ cái kèm những con số. Anh sẽ tặng riêng mỗi đội 20 triệu xào chân. Mới vô chưa có làm gì trơn trọi có 20 triệu để dành làm vốn nha. Các em sẽ chọn mua ô chữ, tối đa một lượt mua là 3 ô. Và nếu như chúng ta dựa vào cái gợi ý của anh kèm với những ô chữ mà các em đã được lật lên, đoán ra đó là câu ca dao gì thì mình phải chạy thật nhanh, phóng lên cho lẹ, lấy cái dùi quánh bang vô cái chiên này. Mình mua cái quyền trả lời đó. Ở đây có hai cái bảng. Đó là bảng khi các em muốn sử dụng quyền ưu tiên. Giơ lên một cái, có 3 quyền dành cho các em. Quyền đầu tiên là quyền mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai là quyền trả lời miễn phí. Quyền thứ ba đó là quyền cấp vốn. Khi nào mà các em có cảm giác gần phá sản dưới 5 triệu từ dưới 5 triệu gia tài eo hẹp quá đúng không, thì giơ cái bảng lên, anh ơi cấp em miếng vốn. Để anh coi coi cái thái độ chân thành của các em thế nào. Anh sẽ tùy nghi cấp vốn na, tùy theo cái cảm tình của anh. Thích 10 triệu, 15 triệu chuyện nhỏ, còn không thích thì 1 triệu. Dạ không, có số kỳ sao vậy vậy anh, cho tùy hỉ vậy. Các em hãy cố gắng lấy lòng anh từ giờ cho tới khi rời khỏi cuộc chơi. Anh nghĩ lúc nào cũng đẹp trai cả. Nói câu đó mà không dòm anh là một cái sự mà là bị nói ghét mà không thật lòng á. Bởi vậy em nói là anh nghĩ đẹp trai đó. Cái gương mặt nhìn anh mà ánh mắt rất gian. Sao kỳ vậy? Anh khó tin lắm. Không những anh nghĩ đẹp trai mà còn rất trẻ. Đó, cái mặt nghe thơ anh tin nè. Chân thành. Cái mặt chân thành anh nghe rất là tin. Rồi, tập trung bớt nịnh nọt lại nha. Chuẩn bị đến với dòng đầu tiên của chúng ta. Dòng 1 của sao hay chữ. Vậy chúng ta đã đến với vòng 1 là vòng khởi động. Vòng này có 3 câu. Đó là 3 câu ca dao hoặc là 3 câu thơ gì đó anh cũng chưa biết. Nhưng mà mình cứ tạm biết rằng 3 câu đều là thể thơ lục bát, rất dễ cho chúng ta đoán. Và chúng ta nhớ rằng thể thơ lục bát có cách gieo vần đúng không? Thì mình dựa vào cái cách gieo vần mình cũng có thể mình đoán được. Mời ô chữ. Đó, hiện lên 14 ô.
Bây giờ anh muốn hỏi đội ngây thơ trước, các em muốn mua ô chữ nào, có quyền mua tối đa 3 ô? Em mua chữ A1. A1. Keo Ly, B6. Với lại B1. B1, A1, B1, B6. Rồi. Sao? Mình mua nếu mà B6 rồi mình không cần mua A6 nữa, tại vì nó sẽ A6 là... nó sẽ gieo xuống đây. Rồi, mình rồi. Anh nghĩ là nên mở A2. Tại vì A1 và A2 mở ra mình sẽ có được hai cái từ đầu tiên của cái câu này. Rồi. Bên kia ta mua A1 rồi không cần mua nữa. Thì mình bây giờ mua A2. Mua A2. A2. A2 rồi gì nữa? A2 B2. B2. A2 B2. B8. B7. Đổi của người ta kệ người ta. Vậy là hai bên cùng một câu. B8. B8. A2 B2 B8. Gợi ý. Ủa gì Ngân, gì vậy? Thủ anh. Thủ hả? Ngồi xuống không cho lên sẵn. Câu ca dao ca ngợi tinh thần đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Mở ô chữ. Có thấy bên đây đánh bằng dùi rồi, bị gì khiêm đứng nó che. Đã dặn rồi, canh me phóng lên liền. Đọc nghe thử xem các em đoán đây là câu gì. Hai người đọc chung nha. Đọc chung nha. 2, 3. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Yeah. Trời ơi, biết đúng sai mà lanh quá. Chốt không? Dạ chốt. Chốt. Nói trước, ca dao Việt Nam đôi khi có những dị bản. Vậy nếu như nó là dị bản thì đâu có bản nào chắc chắn là đúng anh? Bản nào mà trùng khớp với đáp án chương trình đưa ra, bản đó được tính điểm. À. Chốt không? Dạ, hiểu. Chốt. Dạ chốt. Vẫn chốt đúng không? Dạ. Chốt. Nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Không nghi ngờ cái chữ B5 hả? Người trong một nước. Một nước. Đôi khi nó sẽ là thì thương nhưng mà em nghĩ là phải không, thương. Không. Phải thương đúng không? Tại vì mình đã học câu này nó quen từ nhỏ và nó theo quán tính rồi. Thì thương không, không phải thương. Giữa điều phải lấy giá gương, người trong nước phải thương nhau cùng. Các bạn đã chốt. Và đây là đáp án chính xác. Đúng. Người trong một nước phải thương nhau cùng. Nhưng mà cũng có khi có những cái gì bản là người trong một nước thì thương nhau cùng. Dạ. Nhưng mà cái câu mà chúng ta nghe quen nhất và chúng ta có học trong sách giáo khoa hồi mình đi học phổ thông á, là người trong một nước phải thương nhau cùng. 10 triệu dành cho đội này. Đội thủ thuật rất nhanh lên, họ có cái thủ thuật họ gỡ cái dù này, thấy không? Câu số 2, mời ô chữ. Các em vừa rồi thua cho nên vẫn được ưu tiên chọn trước. Em chọn A2. A2. B5. B5. A6. A6. A2, A6, B5. Đó. Sao thủ thuật? Mình chọn, vẫn chọn A1. Mình vẫn chọn A1. Dạ, A1. Tại vì hai từ đầu sẽ kéo hết nguyên một chùm. A1, B8 nha, vẫn là hai cái đó nha. A1, B8 mình còn dư một ô. Đúng không? Mình có ba lựa chọn. Đúng rồi. B1. Vẫn là B1 luôn. A1, B1, B8. Gợi ý bằng nghệ thuật so sánh độc đáo, câu ca dao vừa miêu tả thân phận lam lũ vất vả, vừa tôn vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ. Mời ô chữ. Thân em vừa chết. Như lá chạy lên đi trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Bên đây trước. Như đó. Cái gì đó gai ruột vỏ đen. Đó đó, đó. Thân đó. Em như cái gì đó gai. Như cái em nghĩ là như nè, như. Ủa? Như cái quán gì đó. Xong xuống ngồi tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Không có dễ đâu. Chỉ có thân em thôi nè. Ấy ấy là cái này là giống á, giống vậy á. Cứ ngỡ là cái câu như tấm lụa đào à. Thiệt thiệt, nhưng cứ ngỡ vậy đó anh. Tấm lụa đó anh đã bán rồi em à. Em nghĩ là thân em như. Sao? Mình đã gõ chiên mất 1 triệu rồi. Dạ em xin trả lời là thân em như cái bánh gai. Gai. Ruột. 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 Ruột trong thơm phức hả? Ruột trong. Ruột trong, ruột thơm, trong phức, thơm phức. Vỏ ngoài hả? Vỏ. Vỏ. Vỏ ngoài thì đen. Ok. Tức là đây là một cái câu tung quả mù đó quý vị. Thiệt ra họ đã có một cái sự suy tính khác, chẳng qua là chưa chắc chắn lắm cho nên họ tung quả mù, nói một cái câu nó rất quất. Và dĩ nhiên đó là đáp án sai. Sao? Bên này có lưng bánh chiên không? Ê, đúng rồi á. Cái bánh gai là đúng rồi. Bánh gai là đúng. Bánh gai cái vỏ mới màu có đen. Cái ruột với vỏ. Cái vỏ màu đen. Vậy thì ở đây phải có bánh từ chiên không? Dạ. Có bánh chiên không? Dạ, câu này chắc không chắc chắn đúng anh không? Nếu chắc không? Cả hai đội đều không có đáp án chắc chắn, chúng ta sẽ mở thêm một lượt mua thứ hai. À, dạ. Mỗi nhà lại được mua thêm 3 ô.
Đồng ý không? Mỗi nhà mua được AO nữa hả? Đồng ý. Đồng ý. Rồi, mời nhà mua trước. Mua nào? B2 A5. Mua cái A5 để sát cái gai, hay là cái bánh, cái lá, hay là cái gì? Ok. Câu này là cái A5 là cái quyết định mà. Mà con nhỏ này nó thủ thuật ghê nơi, anh thấy không? Mua ô nào? B2. B2. B6. Đồng ý. B2, B6. 2 ô, B2, B6. Bữa nay mình có muốn mua không em? Em không. Mua một ô. Ô nào? A5. Không mua. Nhưng chắc không? Vậy? Em không thật chắc không? Đây, nhắc cho em biết. Cái câu đầu tiên mới là vấn đề nha. Câu số 2 là đầu tiên. Câu số 2 đó mình biết rồi. Đúng rồi đó. Anh nghe nãy loáng thoáng là chú nói đúng đó. Nhưng vấn đề là cái câu đầu tiên. Nhưng vấn đề ai chạy lên đó gọi trước? Chắc gì bên kia tao đoán được cái câu 2 của em. Dạ. Em mua A5, một câu, được. Một ô. Mua A4 luôn đi. Thôi mua. Em một, nghe một lời anh đề nghị mua A4 luôn, A4 A5. Mình mua 2 ô đi cho đẹp. A4 A5. Chuẩn bị tư thế. Mở ô chữ. Nhanh. Chạy lên. Mình đầy trước rồi. Chưa chắc gì người ta đọc đúng, đúng không? Ủa, trong mình thì đâu trắng, đúng vỏ ngoài thì đen. Củ gai là gì không? Củ ấu á, củ ấu á. Cái củ ấu mà nó quẹt. Đọc lên. Bớt rồi, bàn. Đọc đại ha, không đúng thôi nha. Rồi. Thân em như củ ấu gai, ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Không phải đây, ở đây không phải thì. Không thì chứ lại gì? Chốt chưa? Đã chốt. Chốt. Cỡ nào cũng vậy thôi. Đây là đáp án. Chuẩn bị nha. Củ ấu á, củ ấu màu đen nó quẹo nha. Chính xác. Cái từ củ ấu mới là cái mấu chốt của cái câu này. Câu dưới các em đã đoán được. Dạ. Nhưng các em không đoán được câu trên. Bởi vì rất quen thuộc khi cái câu này người ta nghe là thân em như tấm lụa đào, hoặc là thân em như hạt mưa rào, thân em như hạt mưa sa. Nhưng ít khi nào chúng ta nghe cái câu là thân em như củ ấu gai. Đây là một cái câu cũng rất là lạ. Vậy thì 10 triệu đã thuộc về đội thủ thuật. Tại sao vậy em? Chuối. Hả? Em anh đã nhắc được câu mà chạy không kịp làm sao? Lát sau là bỏ hai cái chân ra ngoài luôn. Dạ. Thấy không? Như khi mà nó quay ngược thẳng qua bên luôn. Em bước về được cầm cái cây đó trước. Đừng ngây thơ nữa. Câu số 3. Mời ô chữ. Mời em. Dạ, bên em chú đúng chọn không? Chọn trước đi. Vẫn là A1. Anh vẫn chọn như vậy. A1, A2 hả? Ừ, anh vẫn chọn như A1, là A2. Gì nữa? Và A6. Ơ, anh chọn hết một giải luôn. Em biết tại sao không? Cái câu đầu nó ảnh hưởng. Rồi, A1, A2 và A6. A6 để em chi bên kia phải chọn, chắc chắn cũng chọn câu dưới à. Không lẽ giờ chọn hai cái trên. A1, A2, A6. Đúng không em? Chúng ta lại như vậy. Mua 3 chỗ. Dạ, mua B3, 1 ô. 1 ô thôi. Tại giờ mình nghèo hơn ta rồi em. Dạ. Đúng không? Tiết kiệm, người ta mua 3 ô, người ta đại gia có quyền. B3 thôi. Thò cái chân ra ngoài sẵn đi. Dạ. Quay 90 độ. Câu ca dao nói về trách nhiệm của người chồng, người cha theo quan điểm gia trưởng thời xưa. Mời ô chữ. Nhanh. Hay không? Chú vẫn chậm hơn ta. Em biết luôn rồi. Đọc đi em. Đọc nha. Đọc đi. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Chốt chưa? Dạ. Sai. Không anh? Ban sơ hay bơ vơ? Ban sơ. Dạy vợ hả? Dạy vợ. Từ thuở. Ban sơ. Ban sơ. Ban sơ. Hồi nãy em đọc gì? Bơ vơ. Bà đọc bơ vơ. Bơ vơ là lang thang cơ nhở, ngủ dưới gầm cầu. Ban sơ mới về. Ban sơ. Chốt chưa? Dạ chốt. Đây là đáp án sai. Từ từ bình tĩnh. Mình sai. Khoan, từ từ. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Có biết đọc chữ không? Dạ. B3 là chữ gì? Dạy vợ. Rồi sai rồi. Ủa từ dạy kìa. Cái chữ nó mở ngực anh ơi, như vậy đó. Em đọc thiếu một chữ em bị mất chữ dạy. Tự em nói nha. Người ta đã mở cái chữ B3 ngời ngời như vậy đó. Bà, tôi lo tôi đứng đánh kẽn. Tôi đâu có kịp nhìn màn hình mà bà đọc sai. Bà hay lắm, bà Kiều Ngân. Tao bên đây. Tưởng như biết nhưng mà không biết. Bên đây có muốn lên đánh chiên không? Ra hết rồi còn gì nữa em. Lấy lại một câu cho mình coi nè. Mời em. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ dạy thuở bơ vơ mới về. Chốt chưa?
chốt. Đây là đáp án chính xác. Dạy vợ dạy thỏ. Cái từ số 3 là từ dạy, nhưng dạy các em đã chủ quan, em không nhìn kỹ, hấp tấp quá, cho nên quen miệng là dạy vợ từ thuở, đúng không? Đúng rồi. Thì đó là một cái dị bản. Nó cũng đúng trong dị bản dân gian đúng không anh? Đúng. Nhưng mà không đúng trong chương trình. Em chữ bơ vơ của em đúng nè. Bơ vơ. Ủa anh vậy còn mới còn về. Cái từ em ban sơ mới về. Đúng luôn. Nhưng mà nó là một dị bản, một bản nữa. Nhưng mà như anh nói là chúng ta phải chọn đáp án đúng với đáp án của chương trình đưa ra. Một lần cho nhớ. Thật ra tụi em biết ra anh mà nhường thôi. Cảm ơn. Dòng ba câu hai câu cũng kỳ. Môi chiều cái đội ngây thơ. Chúc mừng anh. Ok. Dòng một đã khép lại đầy sự gây cấn như kịch tính bởi cái sự hấp tấp dội dàng. Cho nên số tiền hai đội có hiện tại như sau. Ngây thơ 23.500.000 đồng. Đội thủ thuật 31.500.000 đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của sao hay chữ. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với sao hay chữ và đây sẽ là vòng thi thứ hai. Vòng này cũng sẽ có 3 câu ca dao cho hai đội chơi và vòng này có tên là ô chữ độc quyền. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Mời ô chữ. Đây, ưu tiên cho hai em chọn trước. Hãy chọn những ô chữ mang tính quyết định. B3, A1. A6, B6 sao mua không? A6, B6 là một trong những cái ô chữ quan trọng đó. Gieo vận. Vậy là A1, B3 với lại A6 à? Rồi, A1, A6, B3. Còn bên đây, thủ thuật. Mình muốn mua A1. Ừ. B6. Không, hai cái này mua cái rồi chứ. Không phải, bên này họ mua nhưng mà họ không có, mình là không có được coi. Thì bởi vậy bây giờ cái này với cái này mình mua một cái thôi, tại vì nó gieo vận giống nhau thì mà. Cái A6 người ta mua rồi, đâu được mua lại nữa. Giờ muốn mua B6 đi. A2, B6 và B1. Dạ. A2, B1, B6. Gợi ý. Câu ca dao là quan niệm xưa về trách nhiệm gánh vác gian sang nhà chồng của một người vợ hiền, một nàng dâu thảo. Mở ô chữ. Bây giờ ngây thơ có muốn đổi không? Có muốn trao đổi gì không? Không trả lời em luôn. Kệ anh ta đi, không tâm thì trả lời ta thôi. Đang tập trung. Ngây thơ, bên đây hỏi em có muốn trao đổi mua bán gì không kìa? Không muốn trao đổi mua bán không bạn? Đúng ơi. Cái gì của ta? Nếu như các bạn đều không có đáp án, chúng ta sẽ mở lượt mua thứ hai. Dạ, mở lượt mua thứ hai. Vẫn là giá 1 triệu một ô. Thủ thuật, các em hãy mua trước. B2 và A3. B2 và A3. Mua 3 ô luôn đi chứ mua 2 ô đó không ra đâu. Mình đi cái này luôn được không? Được. Đi cái A4 đi, nó sẽ khai hết cả nguyên một cái. Rồi ok. Tiền đề A4 luôn đúng không? Dạ. A4. A3, A4 và B2. Bên đây mình muốn mua thêm gì không? Dạ B4, B5 à. B4, B5. Mở ô chữ. Dạ cái này là gì? Dạ con đó. Cái miếng mẹ dạ con đó. Đó, chơi luôn. Rồi, không được thôi chú, đi về quê. Ủa em đánh chu được đúng không anh? Được. Thôi về quê em ơi. Hai. Bang. Bây giờ nè, tập trung nghe nè ha. Khi người ta đọc có nghĩa là người ta sẽ đọc đúng những cái từ mà người ta đã mua. Những từ còn lại có thể là sai, nhưng mà hãy nhớ những cái từ nào mà người ta mua, tức là cái từ ô màu đỏ đó. Dạ. Nếu sai cái mình lấy đó làm cái câu trả lời cho mình liền. Đây, mời em. Xóa ký ức không nhớ gì hết. Anh đi em ở. Quê nhà hai vai gánh vác mẹ già con thơ. Chốt chưa? Dạ chốt. Thật ra cũng không chắc nhưng mà thôi mình chốt. Sao nãy anh nghe lúc em bàn tính nhau đọc khác? Dạ đọc. Lúc đó khác giờ khác. Nãy anh đánh cái gì vậy ta? Ở lại nhà. Anh đi em ở lại nhà. Lại nhà quê nhà. Mình mới sửa lại đó. Thì đó. Thôi không được thôi. Giờ sao? Chốt ha. Dạ chốt. Rồi chốt. Đây là đáp án. Nhờ các em sửa
nên sai. Sao? Cơ hội. Em xài quyền trả lời miễn phí. Ok. Nhớ câu bên kia ta đọc không? Dạ. Rồi, quánh. Quánh chi? Đọc. Anh đi, em ở quê nhà. Em ở quê nhà. Sao Kêu Ly, em cứ nói đi. Anh đi, em ở lại nhà. Ừ. Hai vai gánh vác mẹ già con thơ. Chốt chưa? Chốt. Không còn đường nào để lui nữa rồi. Đây là đáp án chính xác. Đây là đáp án chính xác, mang về cho đội ngây thơ 20 triệu đồng. Thôi thôi, bên này mở hết, bên kia mới có thôi. Ok rồi. Trời ơi, người ta luôn thắng mình ở cái chỗ người ta điềm tĩnh hơn mình, đúng không? Chẳng qua giả bộ ngây thơ thôi. Còn mình nãy giờ mình thua là bởi vì mình hấp tấp, mình vội vàng không à. Giống gì hết trơn trọi á. Câu số 2 rút kinh nghiệm nào. Mời ô chữ. Đây, Khiêm chọn dạ. trước. Em chọn, mình em thua hả? Mình chọn trước. A1 đi em. Em chọn đi Ngân. A1B6. A1B6. Gì nữa? A3. Xài một cái không? Xài một cái. Xài đi anh. Ok, xài. Mở miễn phí. Rồi. Mình mở cái này cho bên kia nó khỏi mở. Mở này cho bên kia nó khỏi mở. A1, A6, B6. Đúng hả? Rồi. A1, A6, B6. Bên đây mình sao? A2, B3, B8. A2, B3, B8. Gợi ý. Mời các em nghe bài hát sau đây. Chuẩn bị chạy. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điều hát dòng họ trên môi không thuộc. Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Nó thuộc nha. Vừa rồi là bài hát Bông Điên Điển với tiếng hát ca sĩ Phi Nhung. Và cái câu ca dao này nó có nằm trong bài hát mà chúng ta vừa mới nghe. Mở ô chữ. Quen lắm nha, chuẩn bị chạy. Gõ. Ôi, xuống đây là bàn. Ủa, dạ. Ủa, gọi trước rồi bàn nè, đâu có được. Ủa, vậy hả? Biết rồi. Má ơi. Thôi mình chơi luôn nha. Okay. Mình không sợ thua nha. Dạ. Ok. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án. Gì rung vậy Ngân? Rung, em rung thiệt. Sai hai lần rồi rung. Sai hai lần do cái sự hấp thấp đúng không? Dạ. Cho nên lần này có vẻ cẩn thận hơn. Dạ. Và đáp án này chính xác. Yeah. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Câu ca dao rất quen thuộc ha. 20 triệu cho đội thủ thuật. Yeah. Em nói với má em hàng ngày. Gọn nhẹ không, câu này dễ nè. Câu 3. Mời ô chữ. Bên mình chọn trước. A1, A2, B6. A1, A2, B6. Mình sao nè? A6, B... B1 à? B1, B5. A6, B1, B... Khoan. A6, B1, B2. Ê, anh trên đây mình không có chữ nào hết. Tại vì em biết không, em mở hai chữ này cũng khó. Vậy hả? Hai cái câu đầu, hai kia đầu bằng hai bạn chặn thôi. A6, B1 và... Anh nghĩ em biết sao mình mở câu 2 nè, B1, B2 để mình lấy được... B1, B2 và A6 ạ. Rồi, thêm cái ô B2 nữa. Dạ. Gợi ý. Câu ca dao nói về quan niệm của người xưa, cho rằng chí làm trai thì không nên vướng bận chuyện gia đình sớm. Mở ô chữ. Biết cái gì không? Bà khều tôi không biết gì trời, bị quán tính nó cứ khều lên bánh chiên. Mà em cũng bị liệu nó, em định phong luôn. Em bị quán. Thiệt luôn. Lên cái tốn 2 triệu. Hên đó nha. Sao? Kem mở ô chữ miễn phí chưa? Có muốn mở không? Em mở ô chữ miễn phí à? Em muốn mở ô nào? B3. B3. Mở ô chữ. Bên kia có muốn mua A1, A2 không? Ủa? Quan trọng đó. Câu gợi ý là gì em quên rồi anh. Gợi ý. Quan niệm người xưa cho rằng chí làm trai không nên vướng bận chuyện gia đình sớm.
Bên kia có muốn đổi không? Có. Thật ra là anh thấy gì nè, nếu mình có đổi mình cũng không có đáp án đúng được mấy cái ô còn lại. Ấy giờ là anh nghĩ không đổi hả? Anh nghĩ không đổi, anh không đổi. Muốn trả lời câu này. À, vậy hả? Anh nhường cho bên kia trả lời. Bên đây có muốn trả lời hay muốn mua không? Mua đi, bán cho. Rẻ thôi à, không mắc đâu. Bên em muốn mua B1. B1. Ok, 10 triệu. Ồ, bác sĩ chú, dữ vậy hả? Bác dữ vậy? 10 triệu mà thắng được 20 triệu. Mắc quá. Ủa vậy hả? Bán nhiêu em? 1 triệu. Giá cả. Ok, 1 triệu được không? Cái này nãy mình mở 1 triệu đúng không anh? Ừ. Giờ mình lấy làm thu hồi vốn đi ha. Thu hồi vốn. Không phải vậy nè. Đây bây giờ thay vì là bây giờ mình quy ra là bằng tiền đúng không? Thì một đối một thấy sao? Rồi. Bên kia mua cái gì vậy? Mua B1. B1 ha, mình mua cái gì vậy? Ok. Bán nhiêu? Bán giao dịch từng phần một. Bán nhiêu đã? 1 triệu. 1 triệu đồng giá nha. Không có lọt kèo nha. Rồi bán 1 triệu á. Rồi anh mua lại B3 với chưa, Giang. Chưa phải tính sao bán phải, trước phải đi bán, cả. Phải nói cho người ta biết. Rồi, okay. Phải nói bán B1 1 triệu. Dạ. Dạ thưa quý vị, đây là cái giá thấp nhất trong các phiên giao dịch của sao mình từ trước tới giờ. Dễ thương lắm anh, thưa em á, dễ thương lắm. Đóng ô B1 bên đây lại. Mở ô B1 bên đây ra. Sao bên kia muốn mua ô nào? Em mua B3 với giá 1 triệu đồng. 2 triệu cho anh. Không được nha. Lật kèo một cái rồi qua tới bên kia là hổn chiến luôn. Chưa biết giữ cỡ nào đúng không? Giá 2 triệu tí em khỏi ra trường thôi. Chưa biết giữ cỡ nào đúng không? Cái từ này từ quan trọng, chắc chắn không thể nào đoán ra được. Ô, nghĩa kỳ quá. Với lại anh sai phải không? Mình lật kèo không bán được không? Anh nghĩ sao anh không giúp bên đội em lại? Giờ mình không bán được. Được em, được luôn. Được không bán luôn. Ok, không bán thôi khỏi mua. Thôi thôi làm vậy không được. Khỏi mua, bên bển cũng không có đoán được đâu. Không, em bán. Không mua nữa. Giận rồi. Ta giận chơi thôi mà làm. Giận chơi. Người ta mua hàng người ta cũng có cái gì? Cái tự ái. Bây giờ năn nỉ đi. Bây giờ năn nỉ đi mua cho. Năn nỉ á. Không mua. Mua đi. Năn nỉ lại á, bán đi. B3 phải không? B3. B3 hả? 1 triệu đồng. 1 triệu. Bán luôn nha. Dạ bán. Giao dịch thành công. Đóng bên đây lại. Mở bên đây ra. Vẫn khó thấy không? Thấy chưa, vẫn không biết cái gì. Khó quá. Vậy thì bây giờ nếu cả hai đội không có đáp án thì anh sẽ mở lượt bán thứ hai. Rồi. Đồng ý không? Anh bán hai luôn đi ha. Okay. Luôn nha. Mở lượt bán lần hai. Bên đây mình muốn mua 3 ô nào? Dạ B4, B5, B7 á. B4, B5, B7. Cứ mua đi, hơi mình bán lại được tại đó là những từ quan trọng. Mua A3, 4, A5 đi. Mua A5, B8. Đúng. A5, B8 thêm ô nữa. A4. A4 luôn. A4, A5, B8. Mình đâu cần đâu. Tại vì cái này mình bán được rồi. Em muốn mua luôn 3 ô luôn hả? Nhưng mà có chính xác không? Không đoán được đâu. Không lắm, không chính xác lắm. Thì bây giờ A3, A4 và B8 nha. Kệ mua đại đi. A3 hợp lý đó. A3, A4 và B8. Nghe lời nghĩa. A3, A4, B8. Cái này hồi nãy là từ gì quên em? Đừng. Rồi. Đã nói. Bỏ ô chữ. Mình giao dịch không? Giao dịch không? Bán đi, bán đi. Em muốn mua B8. Anh mua không, trước, hồi nãy em mua trước rồi. Rồi. Muốn mua ô nào? B4. B4, giá cao. B4. Ủa anh nghĩ sao anh không bao giờ giúp đội em hết vậy? B4, 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu giữ xài. Nó nghe 10 triệu giữ xài. Buôn bán không vừa. Buôn bán mà mắc quá giữ xài ha. 5 triệu anh nghĩ là hợp lý. Đúng rồi. 5 triệu. Bạn đừng quên bạn cũng phải mua lại nữa nha. Đúng rồi. Rồi em bán 5 triệu. 5 triệu. Mua không? Mua. Giao dịch thành công. B4 bên kia đóng lại, bên đây mở ra. Đó. Anh nói đúng không? Nó nói vậy hả? Ừ. Anh nói này đúng. Anh nói này đúng. Mà em còn nói ủa sao nghe mắc cười vậy? Ủa gì vậy? Sao lên không? Có chuyện không? Không. Chưa. Từ để em thảo luận. Nếu em cầm cái đó là em đoán ra được rồi. Ừ. Anh Nghĩa ơi, cho em mua đội bạn. Em mua ô nào? Dạ mua ô B8. B8 hả? Dạ. Trời ơi, B8 đơn giản mà mua à? Em muốn chắc chắn anh. Chắc chắn. Sao Khiêm đang bán không Khiêm? Mà còn chắc chắn nữa nè anh. Khiêm. Em không bán. Ta có quyền. Ủa vậy hả? Em bán quyền không bán. Chưa? Hai đội đang chênh lệch nhau không nhiều, cho nên đội nào đoán đúng câu này đương nhiên đội đó sẽ giành chiến thắng. Bán đi, tại vì bây giờ mình đã biết rồi đúng không? Đó. Bây giờ mình giữ làm gì? Hai bên đang chênh lệch nhau không cao. Rồi ok. Nhiều khi bán mình lấy okay. Cái tiền đó đó. Em ơi muốn bán nè. Lấy không? Mua nào? B8 à. Hồi nãy em bán anh nhiêu? 5 triệu. Anh giờ anh bán 6 triệu được không? Anh thích cười. Không phải em hỏi càng mua. Càng về cuối rồi, mình càng về cuối. Ủa, thì giá trị nó càng cao. Cái ô chữ trước không nói vậy. Không, hồi nãy anh mình nghĩ. Khác, hồi nãy mình mua bây giờ mình bán mình khác anh. Nãy mua 1 triệu hai bên đồng giá. Mua.
Anh lời có 1 triệu à. Chấp mùa luôn. Muốn bán phải cho người ta lời chứ em kỳ quá. Vậy mua A3. Em ủa anh định bán cái B8 đó chứ. Không, không mua nữa. Không, B8 giờ không mua nữa, 1 triệu mua. Còn chi giữ xài. Em mua A3. Bán A3 đi anh. Đằng nào mình cũng biết rồi em. Bán A3 thì em muốn bán nhiêu? Bán rẻ đi, thương lượng thành công. Cậu mặt giam hiểm dễ sợ luôn á. Vậy, vậy mà đòi đóng vai hiền. Như giá nãy 6 triệu cho anh lời 1 triệu đi em. Thiệt. Mua luôn. Ok chơi. Bán. Chơi luôn không? Chơi. 6 triệu phải không? Trời đất ơi. Trời đất ơi, Kelly, trời đất ơi kìa. Chứ bây giờ mình đâu có đoán được đâu. Nè, con nghĩ là cái A3 là rất quan trọng. Ra từ đó chốt mình trả lời luôn. Ok, mua ha. Kelly, tội nghiệp. Thôi dài. Nhưng mà nên mua đi, tại vì từ này quan trọng á, ngon nói thiệt. Đồng ý không? Mua không? Chắc là trên này là đúng rồi. Cái gì? Từ từ, nói anh nghe, khoan, nói anh nghe trước. Chơi không? Miễn phí. Miễn phí. Miễn phí anh. Không, okay. Giờ tăng lên. Sai không mình về. Đúng rồi. Không, sai mình về. Miễn phí thì mình về sớm. Miễn phí. Trả lời miễn phí. Mời em lên đánh chiên. Nhưng mà miễn phí thì bạn đội bên kia vẫn nghe hả? Ừ, à, đúng dạ. Rồi. Thôi mình chơi luôn ha. À, lên dạ, đánh dạ. Chiên. Chú ý nghe nha. Dạ. Chú ý nghe cho kỹ nha. Đọc đi Ngân. Làm trai chí ở chí bền nghe câu kỳ quá. Ừ, kỳ quá. Đừng lo muộn vợ. Đừng phiền muộn con. Đông con. Đông hả? Đông hay là muộn muộn con? Đừng phiền muộn con. Làm trai chí ở sức bền. Đừng lo muộn vợ. Đừng phiền muộn con. Chốt chưa? Khoan khoan nhìn mặt Nghĩa coi. Hãy cho em. Show này không phải là show sao hay chữ mà là show nhìn mặt đặt ca dao. Cho em một chút ngần ngần. Ok chưa? Anh tin em. Anh tin anh Nghĩa. Đọc lại lần nữa. Chốt nè. Làm trai chí ở sức bền. Đừng lo muộn vợ, đừng phiền muộn con. Đây là đáp án sai. Bên đây sao? Sao có đáp án không? Làm trai. Không, mình trả lời không? Mình bấm chuông. Lại đánh đi. Lỡ rồi. Bên 2 triệu. Chú ý bên kia nghe lại nha, bên kia. Dạ dạ dạ. Dạ tụi em trả lời là làm trai chí ở chí bền. Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con. Là đáp án cuối cùng của tụi em. Chốt chưa? Dạ chốt à. Bên kia nghe rõ chưa? Dạ. Đây là đáp án sai. Đọc đi Ngân. Vẫn không, không, hồi nãy ở bên kia đọc vẫn là làm. Làm. Hiện giờ sai một từ thôi đó. Hiện giờ đang bên đó đang hiện cái này nè. Đúng thì rồi. Thì cái câu dưới chắc chắn là đã đúng là đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con. Thì ở trên đây nãy cái chỗ này nó hiện ra là làm trai chí ở cái gì thôi. Hồi nãy là bên kia đọc là chí bền. Chí bền cũng sai luôn. Ừ. Mình là mình... sức bền cũng sai luôn. Sai luôn. Làm trai chí ở độ bền. Độ bền thôi. Ủa độ bền nghe ghê quá đi. Trai mà độ bền nghe độ giàu nó hơi xa xỉ. Ngày xưa từ nó dân dã hơn nhiều. Vậy hả? Đơn giản lắm mà tại vì tụi em đang nghĩ những cái từ nó xa xôi. Đơn giản lại. Đơn giản quá lại. Làm trai chí ở sức bền. Sức bền hồi nãy mình đọc rồi. Hai bên đều đã sử dụng hết tất cả quyền đúng không? Chơi luôn đi ha, mình chơi cho kịch tính thì mình anh lên gõ nha, cho nó ra lên gõ nha. Sao nè? Rồi, Ngân đọc đi em. Làm. Đồng thanh là 2, 3. Làm trai chí ở thân bền. Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con. Đúng. Làm trai chí ở thân bền. Nghe cái câu là thấy không có ý nghĩa rồi đó. Sai. Sai tiếp về em ơi. Không phải thân. Không phải thân nữa. Bên kia cũng nghĩ thân. Sao, có đáp án không? Đánh chiên. Lên đánh chiên. Thôi, mình đánh lượt mình. Cũng hết tiền, bên đây cũng hết tiền. Đọc. Dạ, tụi em xin trả lời là làm trai chí ở cho bền. Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con. Chốt chưa? Dạ chốt rồi. Đây là đáp án. Chắc đúng rồi đó. Chí ở cho bền này hợp lý này. Chính xác. Không, làm trai chí ở phải cho bền. Đó, tức là cái chí của người đàn ông cần phải phải bền. Nó bền chặt, nó bền vững, nó mạnh mẽ. Cuối cùng cái từ đơn giản nhất lại là cái từ không đoán ra. Thì đó, anh đã nói rồi, đừng nghĩ những cái từ nó quá cao siêu. Với lại, chúng ta phải xét cái ngữ cảnh của cái câu này và cái nội dung, cái ý nghĩa của nó là cái gì.
Giống như đây là một cái lời nhắc nhở những người đàn ông làm trai thì có phải có chí lớn, phải có bền vững với cái ý chí của mình. Cho nên 20 triệu dành cho ngây thơ. Kết thúc vòng 2 rất khó khăn. Đặc biệt là câu số 3 này phải tốn cũng khá nhiều tiền của cả hai đội đầu tư vô. Cuối cùng mới đoán ra được đáp án chính xác. Số tiền thưởng còn lại như sau. Đội ngây thơ 50 triệu 500 ngàn đồng. Đội thủ thuật 26 triệu 500 ngàn đồng. Thằng Mai thôi. Ok ok, cảm ơn. Cảm ơn. Cái vấn đề làm ta Mai. Ok. May mắn cũng là một cái lợi thế đúng không? Mình có nhiêu đó tiền là ngon lành đi vô vòng trong. Còn mình giận quá. Nó đang học tài thi Phật là vậy. Buồn quá anh ơi. Sao buồn nó nghe buồn coi. Buồn anh ơi. Bởi vậy chơi cái này á, đôi khi á là nó khó, mình tưởng cái từ nó khó mà phải nó khó, mà cái từ mà đơn giản nhất lại là cái từ khó nhất. Tại vì nó quá đơn giản mà trong một cái rừng đơn giản mình biết lựa cái đơn giản nào. Tao không nghĩ ra được từ đó luôn á. Nhưng mà khi nghe đáp án bên kia nói ra xong thấy nó quá đúng đúng không? Dạ đúng rồi, nghe xong rồi biết đúng đi. Cho nên là chúng ta phải chia tay nhau, tại đây thôi, các em sẽ ra về. Cảm ơn các em đã đến với chương trình Sao Hay Chữ ngày hôm nay. Còn với đội ngây thơ, thấy vậy đó mà không phải vậy, nhiều khi lù đù giác cái lu chạy lúc nào cũng hay. Hai em sẽ bước vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng đặc biệt có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Đây, mời các em. Ô chữ. Đó, ba câu khác nhau hoàn toàn nha các em. Giờ muốn mở ô nào cứ gọi lên. A1, B1, C1, D1, E1, F1. Sau đó là A6, A6, B8, C6, D8, E6. Và E6, F8. Rồi, mỗi câu mình đã chọn 4 ô. Mình còn 3 ô cho mỗi câu nữa. Mình lấy B5. D4. B5, D4. F3. F3. Mình còn hết. Hết rồi. Vẫn còn. Vậy em là A2, B3. Kelly chọn đi em. Dạ C2 với lại D6. D6. Ở dưới là E4 với F5. E4, F5. Rồi, như vậy là các em đã có sự lựa chọn 21 từ ha. Bây giờ sẽ mở những cái từ lên cho các em xem. Và các em hãy chú ý nghe luôn cả gợi ý của anh. Muốn đoán cái câu nào trước cũng được, nhưng mà trong khoảng thời gian là 120 giây thôi. Mở ô chữ. Câu 1, câu ca dao ngợi ca tình thương bao la của đấng sinh thành. Câu 2, đây là hai câu thơ trong bài thơ Áo bông che bạn của Trần Tế Xương. Câu 3, câu ca dao nói về tình yêu sắc son chung thủy, ẩn dụ bằng các hình ảnh trong tự nhiên. Câu 1 là gì ạ? Tụi em cứ đoán đại đi, sai không sao hết. Câu ca dao ngợi ca tình thương bao la của đấng sinh thành. Non non nước nước hữu tình. Hữu tình. Hữu tình. Vậy em đoán câu 1 là đố ai đếm được vì sao? Đố ai đếm được công lao mẹ thầy. Chính xác. Câu số 2, đây là hai câu thơ trong bài thơ Áo bông che bạn của Trần Tế Xương. Non non nước nước hữu tình. Câu 3 là câu ca dao nói về tình yêu sắc son chung thủy, ẩn dụ bằng các hình ảnh trong tự nhiên. Một mình cái gì ngơ. Cái gì một mình ngơ. Nó lớn lên em. Ngơ, một mình ngẩn ngơ. Non non nước nước hữu tình. Câu 2 em đoán là non non nước nước hữu tình. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Ba là gì? Chừng nào con sống bỏ gành cù lao bỏ biển anh đành bỏ em. Gần đúng. Chừng nào cho sống
Chừng nào cho sóng bỏ gành, cù lao bỏ biển anh đành bỏ em. Chính xác. Và thời gian cũng đã hết. Các bạn đoán được hai câu. Đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẹ thầy. Chừng nào cho sóng bỏ gành, cù lao bỏ biển anh đành bỏ em. Còn câu số 2 các bạn không đoán được. Mở ô chữ non nước tình vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ. Đó là hai câu trong bài thơ Áo bông che bàn của Trần Tế Xương. Và như vậy là hai người chơi của chúng ta đã đoán được hai câu, mang về 40 triệu đồng. Và như vậy là hai người chơi của chúng ta, đội Ngây Thơ Kelly Nguyễn và Banana đã trả lời được hai câu, mang về số tiền thưởng rất lớn 40 triệu đồng, cộng với số tiền em đã có trước đó 90.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Quá tuyệt vời. Hôm nay cảm giác thế nào em Kelly? Dạ thực sự là cái chiến thắng này quá bất ngờ. Em cũng không nghĩ là là đội của em chiến thắng, nhưng mà thật sự là em cảm thấy rất là vui. Và mọi người đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong tại vì tụi em ngây thơ như vậy, nhưng mà tụi em rất là thông minh. Thấy hiền hiền vậy thôi, chứ thiệt ra là cũng bên trong tiềm tàng bao nhiêu cái nội công khủng khiếp. Dạ đúng rồi. Còn với Út? Dạ qua chương trình này thì em học được nhiều câu ca dao mới, và kiểu mà em thấy được là kho tàng văn học Việt Nam rất là bao la và rộng lớn, thì cần phải học thêm rất là nhiều, kiểu mà kiến thức học không bao giờ hết. Đúng. Dạ đúng vậy. Và chúng ta biết rằng là ca dao Việt Nam chúng ta là một cái kho tàng vô cùng phong phú và đầy màu sắc. Mỗi một câu ca dao chúng ta có thể đọc và hiểu để biết về cái đời sống của người dân Việt Nam chúng ta vào những thời xa xưa như thế nào. Bởi vì đó là những cái câu nói lên tâm tư tình cảm của con người, cũng như là nói lên đời sống của họ vào cái thời điểm đó ra sao. Chúng ta là người thời nay, chúng ta đọc và chúng ta có thể hiểu được ngày xưa ông cha ta chúng ta đã sống và làm việc như thế nào. Cảm ơn tất cả các em, cũng như là cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Sao Hai Chữ xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Tuần sau lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này quý vị nha. Xin chào tạm biệt. Bốn người chơi của ngày hôm nay, Minh Luân là đầu tiên, cho Minh Luân xin được gửi lời chào trân trọng tất cả quý vị đang xem chương trình. Tiếp theo bé Giang My. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Giang My. Còn đứng bên cạnh đại nữ ở đây là bé Thảo My. Tiếp theo Hoàng Dương. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đỗ Hoàng Dương.